Giờ mình sẽ nói đơn giản về cái đơn thuốc này nhé. Bệnh nhân 66 tuổi, bệnh nền tim mạch và huyết áp, sử dụng phác đồ điều trị HP. Bệnh trong ngạc dạ dày thực quản là GERD. Sau một ngày sử dụng thuốc thì bệnh nhân mệt và tim đập loạn. Tại sao? Thuốc được sử dụng là rabeprazole, levofloxacin, amoxicillin, phối hợp acyclovir, antacid và dolutegravir. Thì ở đây á, bệnh nhân đã có bệnh nền tim mạch rồi này, nhưng bệnh nhân lại còn sử dụng levofloxacin nữa. Thì levofloxacin cũng như ciprofloxacin và các quinolone khác là một thuốc gây kéo dài QT. Vì thế sử dụng ở trên bệnh nhân này có thể gây là làm kéo dài khoảng QT, tim loạn nhịp, và tồi tệ nhất mà bệnh nhân có thể gặp phải đó là xoắn đỉnh. Và xoắn đỉnh là một tình trạng mà có thể gây ra tử vong nhé. Vì thế đối với bệnh nhân này nên đưa phản hồi là cho bác sĩ để bác sĩ không nên sử dụng levofloxacin nữa. Ngoài ra thì cũng không nên sử dụng erythromycin hoặc là clarithromycin cho bệnh nhân này nữa, tại vì hai thuốc đó cũng là thuốc gây kéo dài khoảng QT. Thứ hai nữa, amoxicillin phối hợp acyclovir, thì acyclovir trong trường hợp này có ý nghĩa không? Tại vì HP tuy nó là vi khuẩn Gram nhưng không tiết ra beta-lactamase, vì thế dùng acyclovir trong trường hợp này là vô ích, không có hiệu quả gì đối với HP cả. Mà các bạn biết là sử dụng acyclovir dài ngày á, nghĩa là xài trên 14 ngày thì sẽ có nguy cơ gây vàng da tắc mật, và acyclovir cũng không nên sử dụng trên bệnh nhân bị viêm gan hoặc là bị vàng da tắc mật. Rồi antacid, bệnh nhân là 66 tuổi rồi mà sử dụng antacid thì antacid có thể làm giảm canxi trong máu. Vì thế đứng trên quan niệm của mình á, thì không nên sử dụng dài ngày cho bệnh nhân này, tại vì thực ra nó chỉ có hiệu quả trong vài ngày đầu thôi. Sau đó thì cái vết loét á, nó sẽ dần dần hồi phục, chứ không không nên sử dụng quá dài ngày. Tối ưu nhất thì chỉ nên xài đi khi mà hết đau. Còn oxytocin là một tê cục bộ và nó sẽ làm tê giảm đau trong cái trường hợp mà nó nhẹ tá tràng á. Nếu hết đau thì thôi, khỏi cần uống. Còn ở đây, pancreatin và cellulose, ba thứ này là đều là men tiêu hóa. Nếu mà bệnh nhân không không có thiếu men tụy hoặc là men mật thì không cần thiết phải sử dụng men tiêu hóa. Tại vì khi các bạn sử dụng men tiêu hóa thì sau đó cơ thể sẽ làm giảm men tiêu hóa trong cơ thể lại được tiết ra, và khi các bạn ngừng men tiêu hóa thì cơ thể sẽ bị thiếu hụt men tiêu hóa trong một vài ngày đầu và có thể gây khó tiêu. Dĩ nhiên thì sau đó cơ thể sẽ thích ứng lại bằng cách tăng tiết men tiêu hóa đầy đủ lại như cũ, nhưng mà trong vài ngày đầu khi ngừng thuốc nó sẽ bị thiếu. Còn dolutegravir, thuốc này giống như aspirin, nó làm chống co thắt, giảm đau trong trường hợp mà bị co thắt dạ dày. Thứ hai là vấn đề H. pylori và diệt trừ. Thuốc ức chế bơm proton này tác động trực tiếp lên hai thuốc ức chế lên cái thua cái con H. pylori bằng cách ức chế sản xuất urea. Nó cải thiện hoạt tính kháng sinh, cải thiện quá trình giao kháng sinh đến vị trí của con này. Do đó mấy anh chị thấy trong tất cả các phác đồ diệt trừ H. pylori và các phác đồ mà uy tín nhất trên thế giới hiện nay là Maastricht 4 năm 2012 và tất cả những cái phác đồ khác, mấy anh chị thấy đều có sự hiện diện của PPI trong phác đồ diệt trừ H. pylori. Nếu mấy chị diệt trừ H. pylori mà không có thuốc ức chế PPI thì hầu như là nó không có hiệu quả. Và liều thuốc trong diệt trừ H. pylori, đây là liều mấy anh chị. Mấy anh chị thấy tất cả đều là BID, có nghĩa là uống 2 lần một ngày, đúng không? Có nghĩa mình cho uống trước khi ăn sáng 30 phút, trước khi ăn tối 30 phút. Riêng isomeprazone cho phép mấy anh chị sử dụng liều 40mg một lần một ngày. Vì sao? Ví dụ mấy anh chị sử dụng Nestum đi, thì cái viên Nestum nó có hai loại, một loại 20mg và một loại gì 40mg. Hai viên này giá bằng nhau không? Bằng. Hai viên này giá bằng nhau. Như vậy khi mấy anh chị cho toa chỉ định diệt H. pylori, mấy anh chị ghi Nestum 20mg một viên nhân hai uống là tiền gì? Gấp đôi. Trong khi tôi chỉ cần ghi gì, Nestum 40mg một viên uống trước ba ăn 30 phút, chỉ cần một viên thôi, cho phép một viên mà, nhưng mà viên gấp đôi thì số tiền nó gì, nó giảm xuống nữa.
Tại hai thứ nó đều khoảng hai mấy ngàn viên hết ha, thành nên chị để ý. Nên chị để ý là mình có thể sử dụng một lần một viên một ngày, nhưng mà liều phải là liều 40. Còn tất cả các thuốc khác đều phải sử dụng hai lần một ngày hết nha mấy anh chị. Về Mastrix, Mastrix nó có ba cái mức độ điều trị, ba cái line á, ba mức. Đầu tiên là first line, sau đó là second line, sau đó là third line. Phác đồ đầu tiên, phác đồ mà mấy anh chị sử dụng nhiều nhất, tại vì năm ngoái tôi có hướng dẫn cho các bạn chuyên khoa một làm một cái nghiên cứu nhỏ và vấn đề sử dụng ức chế bơm proton ở địa phương trong diệt trừ H. pylori. Hầu hết mấy anh chị chỉ xài một phác đồ thôi, dễ nhớ, đơn giản là PPI, Amox và clarithromycin, đúng không? Hầu như là nhớ một cái đó là giỏi lắm rồi. Không phải các bác sĩ tổng quát đâu, mà cả bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cũng ghi một cái phác đồ đó thôi. Là phác đồ đầu tiên, hầu như bây giờ mấy anh chị sẽ thấy là người ta cấm sử dụng luôn rồi. Kế tiếp là phác đồ nối tiếp, phác đồ đồng thời, phác đồ bốn thứ không có bismuth, phác đồ có bismuth. Tí nữa mấy anh chị sẽ thấy công thức của nó và liều lượng. Phác đồ đầu tiên thất bại thì mới được sử dụng tiếp phác đồ thứ hai có levofloxacin. Hiện nay mấy anh chị đi thẳng vô luôn levofloxacin, chẳng thèm qua phác đồ đầu hết, cho nó khỏe, cho nó có hiệu quả. Hậu quả là gì? Kháng. Bây giờ kháng sạch, nếu mấy anh chị tìm những cái nghiên cứu, tôi không muốn trình bày nghiên cứu vì nó mất thời gian, nghiên cứu về kháng levofloxacin ở miền Trung và miền Bắc ở Việt Nam, tỷ lệ kháng rất là cao. Đó là lý do tại sao tới bây giờ, mặc dầu trên thế giới phác đồ có level là phác đồ bậc 2, tức là sau khi thất bại lần nhất mới được xài, thì mình vô lần nhất mình cũng thất bại luôn. Phác đồ bậc 3 là sau khi thất bại hai phác đồ trên thì chúng ta dựa phác đồ vào cấy hoặc dựa vào kinh nghiệm. Đây là phác đồ 2 dose dual PP therapy. Phác đồ chỉ có hai thứ thuốc amoxicillin và thuốc PPI. Đây là phác đồ của Nhật và hiện nay được xem là một cái rescue therapy, có nghĩa là một phác đồ cứu cánh. Do nó kháng hết rồi, không còn gì hết. Thì cái thằng Amox là cái thằng bây giờ ít xài nhất thì nó lại nhảy trở lại. À, mấy chị thấy coi chừng mình xài hết cái kháng sinh như vậy, xài toàn là cái thuốc dữ không mà gặp bay sau này cuối cùng nhảy lại penicillin đó. Nó hoặc là nhảy lại những cái thuốc Amox gì đó, còn mấy cái thuốc kia mình xài dữ quá vậy nó kháng hết rồi. Thì cái phác đồ này á là cái phác đồ của Nhật. Việt Nam mình cũng đang nghiên cứu ở ngoài ngoài miền Trung. Amox liều 750 nhân 4. Thấy uống ghê không? 4 750 nhân 4. PPI liều gấp 4. PPI ở Nhật nó xài ra Rabeprazole Variate á, là cái thuốc mà ít chuyển hóa qua ship 2C19 á, một viên nhân 4 xài 14 ngày. Đó là cái phác đồ mà thua hết rồi đó. Ở Nhật nó sử dụng phác đồ bốn thứ có furazolidone, furazolidone và phác đồ có rifabutin. Thì rifabutin này mới bị biết là một trong những cái thuốc kháng lao thuộc cùng dòng họ với rifamycin. Thành ra cái Việt Nam mình á, cái guideline của người Việt Nam mình nó không cho mình xài vì nó sợ nó sau đó nó sẽ kháng luôn cả cái thuốc kháng lao ha. Đây mấy anh chị thấy nè, cái vùng kháng clarithromycin trên 20% là Việt Nam mình á, Việt Nam mình nó kháng tới 7-80 chứ không có 20 đâu. Thì cái first line á chọn là bismuth. Đây là cái phác đồ tôi sử dụng chắc cả ngàn bệnh nhân rồi đó mà hầu như chưa hề thất bại. Nên chị nhớ cái phác đồ này và cho ngay đầu tay. Phác đồ bốn thứ có bismuth hoặc sequential tức là nối tiếp 5 năm hoặc concomitant tức là bốn thuốc không có bismuth, vì đôi khi có những nơi mình không tìm ra bismuth. Thứ hai tôi mới xài tới levofloxacin. Nhưng mình chỉ thấy qua cái Toronto 2016 á, Toronto là của Canada, cái phác đồ này nó cũng kháng luôn rồi, nó cũng không hiệu quả nữa. Mình chỉ về xem cái phác đồ 5 năm á, uống rất là đơn giản, nhưng bây giờ cũng không khuyến cáo sử dụng nữa. Phác đồ bốn thứ không có bismuth vẫn còn được phép sử dụng, nhưng thời gian 10 đến 14 ngày. Bây giờ guideline mới 2016 của tất cả các nước đề nghị mình lên 14 hết, không sử dụng 10 ngày nữa nha mấy anh chị. Tất cả phác đồ bây giờ là điều trị 14 ngày. Phác đồ này chúng ta áp dụng cho những vùng có tỷ lệ kháng clarithromycin cao như ở Việt Nam. Phác đồ hybrid là phác đồ nối tiếp 77, tức là kết hợp giữa nối tiếp và concomitant đồng thời. 7 ngày đầu, 7 ngày sau cũng xài 14 ngày. Phác đồ bốn thứ có bismuth, cái này là tôi quên lần trước tôi không có chép nên chị ghi thêm vào đi. Mình có xài mà xài liệu không có giống ai đó.
chẳng giống một cái hướng dẫn nào hết. Liều của mình lúc nào cũng thấp hơn người ta hết trơn á. Cái cần thấp á thì không có thấp, thì thấp thì lại cao. Ví dụ PPI xài liều cao hơn người ta, kháng sinh người ta đề nghị liều này á thì mình xài ít hơn, có nghĩa mình xài không giống ai hết. Thời gian á thì ngắn, thời gian người ta 10-14 ngày, tôi thấy có những toa thuốc nó chỉ cho có 7 ngày thôi, và khuyến cáo bây giờ là xài 14 ngày. PPI liều chuẩn gấp đôi, bismuth substrate 420 mg 4 lần một ngày. Nếu chúng ta không có bismuth substrate thì chúng ta có thuốc gì, tí nữa tôi sẽ trình bày sau. Metronidazole mấy chị nhớ sử dụng flagyl 500 mg 3 lần, có nghĩa là 2 viên nhân 3. Tetracycline 500 mg nhân 4. Mấy chị nhớ khi mấy chị dược rửa H. pylori, chịu khó cho tất cả hàng brand name hết, không xài hàng generic. Trong bảo hiểm y tế có hết mà, trừ trường hợp bảo hiểm y tế không có thôi. Vì mấy chị thà dược một lần mà thành công còn hơn cứ nhấp tới nhấp lui, nhấp tới nhấp lui, cuối cùng nó kháng sạch, không còn thuốc gì để dược nữa hết. Và bây giờ khuyến cáo là 14 ngày. Đây là cái Toronto 2016 sử dụng cho những vùng kháng clarithromycin giống như nước mình á. Phát đồ đầu tiên là 4 thứ PPI, Amox, Metro, clarithromycin, tức là 4 thứ không có bismuth, hoặc là 4 thứ có bismuth, PPI, bismuth, Metro, Tetra. Nếu thất bại chúng ta qua phát đồ levofloxacin, PPI, Amox, Levo. Nếu thất bại thì nếu trường hợp chúng ta chưa sử dụng phát đồ 4 thuốc thì chúng ta có đầu sử dụng phát đồ 4 thuốc, hoặc thậm chí ở phát đồ này mấy anh chị sử dụng phát đồ 4 thuốc có bismuth nếu trước đó mình chưa sử dụng, và sau đó chúng ta mới kế tới cái phát đồ P là cái thuốc mới của chúng ta đó. Bây giờ mấy anh chị coi cái liều của nó nè. Cái bismuth nó ghi chữ X, nhìn xuống đây X nó tùy thuộc vào cái thành phần, cái công thức của thuốc. Ở Việt Nam chúng ta có cái Trimo, tức là bismuth substrate, colloidal bismuth substrate. Viên của nó 120 mg thì mấy anh chị sử dụng 2 viên nhân 2. Ngoài ra chúng ta còn có thấy cái viên Ducas nữa, là viên của nó là 300 mg thì mấy anh chị phải sử dụng 1 viên nhân 4. Tức là mấy anh chị coi cái liều ở đây nó không có không khá là không giống nhau, vì nó tùy thuộc vào cái công thức. Mấy anh chị coi cái liều Levo ha, Levo mấy anh chị chỉ cần xài một lần một ngày, liều 500 mg nha. Mình thấy đôi khi mình sử dụng liều 1 viên nhân 2, mấy anh chị biết cái biến chứng gì không? Bệnh nhân nó đau gân ghê gớm lắm, đau gân đau cơ rất là nhiều. Mặc dù gần đây trong năm 2016 bắt đầu có những cái phác đồ sử dụng Levo liều gấp đôi.